được. Ủa nó chua mà má ơi luôn á, nó chua má hú luôn á, mày giỡn đâu. Trời ơi, cái gì mà dính cục. Ủa em Cám Hậu ơi, hôm nay em bày cái gì ra vậy? Chị không có muốn dọn đâu. Trời ơi chị ơi, hồi nãy như em tẩy tung tăng ngoài đường ra, cái em thấy á, em nghe một tin phong phanh là nhà vua tổ chức một lễ hội thi ăn uống. Nhưng mà nhà vua kỳ lắm nha, tự nhiên á muốn kiểm tra cái độ mà chịu đựng của cái người vợ đó, hiểu không? Chịu đựng cái đó, đắng cay ngọt bùi đó. Rồi trên cái bàn này là có chua này, có ngọt này, có mặn này, có cay này, có đắng này. Tức nghĩa là bây giờ con bày ra cho nhà mình tập trước, đi ra ngoài không có con nào mà qua ba mẹ con mình hết á. Rồi mẹ có một câu hỏi nữa, tiền ở đâu ra mà mày lót ở dưới đồ ăn gì? Con tạo động lực cho mọi người á, tại vì á hồi sáng á con tung tăng ngoài đường. Tiền tiết kiệm của em hả? Chị để em kể. Em chỉ tung tăng ngoài đường, sau đó cái em nghe tin, cái sau đó em về để em tạo động lực cho mọi người nè. Khi em thấy ống heo của mẹ em á, em leo em quẳng ngoài đường cái đen một cái lượng tiền giải ở đây nè. Tiền ở đây chúng ta có một cái mail bài thật. Và bây giờ mẹ sẽ quay. Quay đây mẹ. Quay. Em dự đoán mẹ sẽ vào ô nào? Em dự đoán mẹ sẽ vào ô chua. Chua hả? Ok. Đắng. Đắng. Quá chị hay quá, chị đoán như và không. Để mẹ nói cho con sơ một chút xíu về mẹ. Là mẹ là một người uống cà phê rất cừ. Really nigga. Ok mẹ. Rất cừ. Ok, mẹ lấy một ô đắng đi. Trời đất ơi, có 100 ngàn về túi thôi chứ có gì đâu. Cà phê thơm. Cố lên mẹ. Nếu mà là mẹ ơi, mẹ mình nít na là mẹ mình muốn rủ lên. Lấy 100 ngàn. Mang gì đây? 100 ngàn. Mang gì đây? Lấy cái ly đó, ập lên đây luôn mẹ. Yes. Ok, rồi tới lượt Cám đi. Em quay đi. Chị lớn thì chị chơi trước đi. Okay. Bây giờ mẹ sẽ chỉ định người chơi tiếp theo là mẹ. Mẹ chơi hoài với mẹ. Còn mẹ có quyền mà thích mà. Trời ơi, tiền tao có quyền chứ đúng không? Hai. Chị nào mới được lấy mình được chơi. Đúng rồi. Mẹ cười quá vậy. Thôi mẹ lấy hết tiền đi chơi mình luôn đi. Đã xấu rồi. Thôi kệ em chơi đi em chị. Em chơi phải không? Kệ mẹ. Em phải đưa máy ở đây. Em bấm cho mọi người. Thôi. Giá trời chua. Cay. Trời ơi. Em Cám Hậu thích ăn cay lắm. Hay đồ. Thôi. Mì cay là được đấm chất nha. Vậy là mẹ sẽ không bao giờ ăn được mì cay. Mày đưa mày ăn được hộp chục muối nha mày đưa. 500 ngàn hộp chục muối quá trời luôn kìa. Trời ơi, cái gì mà dính cục. Con thật sự ngu ngốc. Cay. Trời ơi. Toàn là dân thích ăn cay không mà chơi cay là chết. Con thích ăn cay. Và bây giờ ra vòng quay tiếp theo thuộc về mẹ ghẻ. Ghẻ ha. Nhiều không? Không đắng rồi. Nó bán được cái khẩu vị của mẹ. Nhưng mà đắng của mẹ chỉ có 100 ngàn thôi. Con khát nước quá. Lấy cà phê uống đi em. Ráng quay vô ô cà phê uống. Chu xà cà phê gì mà ngon dữ nha. Chua. Chết cha mà chưa. Trời ơi, nó ngắt từng miếng nó ăn luôn kìa. Ghê quá, con này ghê quá. Chừng nào mới xong? Trời ơi, nó ngắt từng miếng nó ăn kìa. Ý. Chừng nào mới xong? Rồi. Tới lượt con. Quay. Chua luôn, rồi. Một miếng chanh nữa cho con. Da đấy là 500 ngàn con nhẹ. Ăn được cay quá. Cái gì? Chua ư? Không được bắt ra chết thì chơi mày hết mì rồi. Mày không thể nào mix hai cái này lại được với nhau. Em Cám ăn giùm chị được không? Không. Chua lắm á nhà. Trời ơi, hay vậy. Có kỹ năng tách vỏ vậy luôn á. Một miếng mà vô hầm thẳng luôn. Nhưng mà hết chua rồi. Một cái cà chua. Ok con xong rồi.
Rồi tới mẹ. Đắng nữa. Trời ơi, đồng tiền kiếm dễ quá. Hết 500 rồi mẹ, đắng này tầng 100 không à. Vô. Đồng tiền kiếm dễ, mẹ ăn 3 lượt rồi mẹ chưa bằng gốc của ba nữa. Đúng rồi. Cái là cây. Em cần một cục nước đá người đợi em xíu nhé. Cây. Cây luôn. Đừng chịu dữ vậy. Trời. Mặn, mặn là cái gì vậy? Bây giờ mẹ chọn nó một mặn thì là 50.000, vừa mặn, mặn vừa vừa là 100.000, còn mặn nhiều là 500.000. Mẹ mặn một trái thôi. Mặn nửa trái thôi. Đừng thăm một trái thôi. Đây 100.000 mẹ lấy đi. 100.000. Ôi, nãy giờ toàn mấy món tủ không nha. Trời ơi, cái muối. Ngon mà. Ngon. Ngon hả? Biết vậy tao lấy ba trái. Thì sao? Nó nói là vòng quay địa ngục. Ừ. Nó tưởng đây là nó tưởng đây là địa ngục. Tưởng đây là địa ngục à? Ai đặt ra cái trò này cho? Nó tưởng đây là địa ngục sao? Một gia đình thích ăn cay, thích ăn đắng, thích ăn mặn. Xui. Người ra đề xui. Người ra đề xui kìa. Hôm nay người ra đề xui rồi. Chắc người ta tức lắm ha. Chắc người ta tức cũng hèn. Người ta tăng hắn luôn là. Ừ. Cây tiếp cái. Trời ơi, mày nãy giờ mày lấy cần cá chiều mấy triệu rồi đó. Cắt nữa rồi. Cảm ơn bụt bụt. Rồi nè. Có con. Chua. Chua. Hai miếng 500. Hai miếng 500 ok, đưa 500 cho con. Rồi. Con là người biết cố gắng và phấn đấu mẹ. Vâng ạ, à, vâng ạ, à, vâng ạ, à, vâng ạ, à, vâng ạ, à. Mẹ mẹ tao luôn đi, mẹ tao luôn đi. Trời ơi, con nết kìa. Vâng ạ. Cái nết kiểu đó đó. Trộn chanh vào trong mì cay của con để trở thành mì chua cay hảo hảo. Khoan, con tập chua. Mẹ hãy thể hiện sự cố gắng phấn đấu của mẹ đi. Không tách vỏ nha. Cái mì là chua quá má ơi. Nó chua quá. Ồ, nó chua mà má ơi luôn á. Nó chua má hú luôn á, mày giỡn đâu. Bấm đi. Mẹ, trứng muối kìa em chọn đi. Em chọn 50 hay là chọn 500? 50. 50. Quay. Nó ăn mà nó mang nguyện, nó ăn mà nó càng nhiệt nhất cuộc đời chứ. Rồi, ngọt. Trời ơi, cái cục đường này bự nha. Ủa, một táp nè, một táp. Ngọt ngắt à. Ngọt ngắt hả? Ừ. Ngọt mà ngọt ngắt. Trời ơi, đúng thiệt luôn á. Ừ. Ăn cái này xong về là tiểu đường. Ngọt vị lắm. Tiểu đường. Cái vị hởm lắm. Về là đái kiến bu. Về là đái kiến bu. Nữa. Mặn kìa. Mặn. Nãy giờ tôi chưa được ăn mặn luôn. Mẹ chết chỉ có chà. Mẹ chỉ có một option duy nhất. Chỉ có một option duy nhất là ba trứng thôi. Tới lượt em. Trời ơi. Tính ra cái thằng ra đề biết biết mẹ biết là nó biết là mẹ gì nhưng mà nó đâu có cần nhiều cái gì con. Để cho em miếng cháo trắng được không? Không. Con chưa nấu mẹ ơi. Ngọt kìa, ngọt nữa kìa em. Trời ủa? Ơi, tiểu cảm. Trời. Sao em ăn xong em chùi vô trong cái tảo. Mẹ thì mẹ ăn chua cái mẹ quắn quéo cái con làm đổ cái mì cay ra cái yếm của con. Còn em ăn được cho ua xong để em lấy mấy em chùi vô trong cái tảo của chị. Ô trời ơi, chị biết chị là tắm nhưng mà đang lên tivi mà. Phải giữ nết na lại chứ. Ồ nãy giờ có cái nết nào của con tắm không? Tính ra là nãy giờ là nó có nói là ăn tinh bột nhiều nhất. Ai? Con cám chắc về nhà gặp bụng nhiều năm trăm cám. Tới lượt chị, em ăn lẹ đi, em bỏ cái chất ua xuống. Hết lại đắng à. Ô còn. Để mày lấy cho. Ê nó nghe nè, mới nhận được một điều nha. Mình ăn cái đường xong. Mình ăn cái hộp vịt muối. Không. Mình ăn hộp vịt muối. Nó bao ngon. Thật không? Thì bây giờ cái miệng còn đường đi mình ăn. Bây giờ con đổi hộp, con đổi hộp vịt muối. Không, mày đổi. Rồi mày lẹ quá, mày lẹ quá. Ai cũng cắn răng nãy giờ món thích món không mày bộ thích hoài hay mày. Đúng rồi mẹ, gọi cái nít mẹ lên. Nhỏ này ngộ nghỉnh. Không ói nha, hổ phun ra nha, nha. Hổ phun ra nuốt. Và bây giờ chúng ta sẽ có một sự thay đổi. Chúng ta chỉ còn có đúng hai option thôi, đó chính là mặn và ngọt. Rồi, okay. Yeah. Yeah. Mặn chết cha rồi, giờ thêm này nữa là nhiều. Trời ơi, năm trứng lận rồi mấy má.
Rồi tới cực cám nè. Cám lẹ đi, cám ăn hết, hết trứng rồi kìa. Mặn cho vậy là bà vô bình... từ. Nhưng mà em con lại ít tiền. Ai biết. Con lại ít tiền nhất luôn á. Mày tham quá mày ơi. Mày tắm mà mày tham quá. Sao khủng long tham lam là em mà lúc nào chị cũng dành chưa? Vậy là cái đường cuối cùng là chị sẽ ăn rồi. Nhưng mà chị muốn ăn thử trứng muối. Cho chị một trứng đi, cho con một trứng thì con muốn ăn thử. Nói nghe nè. Nói đi trò con. Trời trời. Ủa nói là mẹ. Trời ơi. Nó là mẹ nó luôn rồi. Khoan. Trò chơi này người thắng cuộc là ai vậy? Ngon quá mọi người ơi. Đếm tiền. Ai được nhiều tiền? Không phải. Vấn đề là người thắng cuộc là gì? Người thắng cuộc là cái người cuối cùng trụ lại sống sót sau cái bữa ăn địa ngục này. Thì người nào cuối cùng trụ lại sống sót thì người đó mới là người chiến thắng. Hiểu không? Còn ai là cái người mà buông trước thì người đó là người thua cuộc. Cho hỏi ai là người thắng. Mẹ thấy chưa? Nhưng mà người lỗ lã là phải hai chị em của con đâu. Tại tiền cho móng heo của mẹ mà. Mẹ chỉ là người lấy lại được bao nhiêu thôi. Mẹ thật sự không ngốc. Để chị đếm của con mẹ lấy được bao nhiêu. Không đếm cho mẹ, mẹ cứ ăn đi, ăn cái trọn bữa ăn của mẹ. Triệu, triệu tấm ơi, chắc mẹ hối hận khi đẻ ra em lắm. 1.5 triệu, 1.1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 4 triệu, 50 thôi chứ không được tròn 1.5 triệu nha. Triệu, ủa? Sao, 1.5 triệu đó. 1.950.000 chứ không được tròn 2 triệu nha. Oh yeah. Trời ơi, em cảm ơn. Lần sau mình chơi trò này nữa nha. Dạ. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Đừng quên ấn đăng ký theo dõi kênh YouTube Pinky Honey để không bỏ lỡ bất kỳ video nào tiếp theo của Pinky Honey cũng giống như là gia đình Tấm Hồng nha. Bye bye. Pi 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 sa ba, nhìn vào lời chào pi 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 sa ba. Thật là tiếng lời hợp gu lan trẻ trung. Pi 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 sa ba, pi pi sa ba, oh. Pi 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 sa ba, nhìn vào lời chào pi pi pi.